Tiệm tạp hóa nhà may xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiệm sẽ giới thiệu đến các bạn một mũi thêu siêu đơn giản, thêu siêu nhanh, tên là thêu độc thừa. Bằng mũi thêu này, ta có thể hoàn thành một bức thêu với nhiều kiểu mẫu khác nhau chỉ trong vòng một nốt nhạc, từ thêu viền đến thêu kín bề mặt luôn. Nào, hãy cùng tiệm khám phá xem mũi thêu này thêu ra sao và ứng dụng như thế nào nha. Để thực hiện mũi thêu trên, ta sẽ đâm kim từ dưới lên, sau đó đâm xuống ở một vị trí cách mũi đâm lên tối đa là 5mm. Tiếp đó, ta đâm lên ở một vị trí cách vị trí vừa đâm xuống đúng bằng khoảng cách các mũi đầu tiên. Thực hiện liên tiếp như vậy cho đến khi hết đường thêu hoặc hết bề mặt thêu. Ứng dụng đầu tiên của mũi thêu này đó chính là thêu những đường thẳng hoặc đường cong xuất hiện trên bức thêu. Ứng dụng tiếp theo khá phổ biến đó chính là để diễn tả đường bay của một chiếc máy bay hoặc là những chú ong hoặc chú bướm. Ở trường hợp này, đường thêu chủ yếu là những đường cong uốn lượn. Cuối cùng, ứng dụng khá có ích đối với những ai muốn thêu kín bức thêu mà lại hơi ngại phải bỏ ra nhiều thời gian một chút. Đó chính là dùng những nét đứt đoạn này để làm kín bề mặt. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta không cần phải lưu ý gì nhiều. Và khi sử dụng mũi thêu độc thừa để thêu kín bề mặt, bạn không cần phải quá chú ý đến chiều thêu. Chúng ta có thể làm ngẫu hứng tùy theo ý thích. Như vậy, tiệm đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mũi thêu mới, vừa dễ học mà lại có thể áp dụng được trong nhiều trường hợp khác nhau. Nếu có thắc mắc gì, các bạn hãy inbox Facebook của tiệm tạp hóa nhà may để được giải đáp kỹ hơn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video hướng dẫn tiếp theo.